Chắc là đưa, chắc đưa cha về đây chôn rồi. Đúng rồi. Vậy mẹ chính là mẹ của con. Vừa mất cha thì tìm lại được mẹ. Cái số phận của bạn chia là không được bao giờ được toàn vẹn kiểu vậy. Buồn thế. Và Louis cũng bị có cha. Vậy Louis có chết không ta? Bé Louis chết không trời? Ok, buồn thế. Chắc lại làm bài nhạc rồi. Lâu lắm mà chưa đánh bài nhạc nào đấy. Để quyết tâm chắc chơi nhé. Trên 90% nhé. Xoay chuột để cảm nhận nào. Mẹ hát hay quá. Ui giời, nhìn con luyện ngón mẹ thấy kỹ thuật không mẹ? Cái này không biết cái ngón tay có thật không mà có vẻ đúng luôn đấy. Chuẩn. Ồ, cái bài này bài cũ. Bài này là hát cha hát cho ngày trước nè. Dễ khóc quá à. Kỷ niệm bên cha bắt đầu ổ về. Này, 100% quá. My name Chia. My name Chia. À, Chia vẫn nhớ cái đoạn đó. What's your name? Bài hát bây giờ nó buồn hơn nhiều luôn. Ok. Lấy được cái khăn của cha. 97%. Quá dữ. Bài hát thân thuộc có khác. Giờ phải đi tìm Sione càng sớm càng tốt. Mẹ sẽ chờ con ở đấy. Vừa gặp lại mẹ, mẹ đã bỏ đi tiếp. Giờ là còn một mình rong ruổi đi tìm mẹ.